Ngày 3 tháng 8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để đảm bảo người bệnh COVID-19 cách ly tại nhà được hỗ trợ y tế khi có các triệu chứng chuyển nặng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch yêu cầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc và theo dõi sức khỏe những người nhiễm mới được cách ly tại nhà, hướng đến mục tiêu phát hiện những dấu hiệu chuyển nặng và can thiệp điều trị kịp thời. Qua đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường, xã, thị trấn chỉ đạo trạm y tế quản lý danh sách và theo dõi tình trạng sức khỏe hàng ngày của người nhiễm COVID-19 đang cách ly tại nhà qua tài khoản quản trị của phần mềm hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19 và phần mềm khai báo điện tử đã được Sở Y tế cấp cho các trạm y tế để can thiệp điều trị kịp thời. Đồng thời, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị thành lập tổ phản ứng nhanh tại mỗi phường, xã với thành phần bác sĩ, điều dưỡng của trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện quận, huyện, công an, đoàn thanh niên. Trong đó, nhân viên y tế của trạm y tế chịu trách nhiệm chính trong công tác sơ cấp cứu cho người dân trên địa bàn. Khi nhận cuộc gọi của người dân trên địa bàn, tổ phản ứng nhanh phải đánh giá ngay mức nguy cơ dựa vào triệu chứng qua khai báo của người gọi như khó thở, tím tái, lơ mơ để quyết định đưa xe vận chuyển đến tận nhà người dân. Tổ phản ứng nhanh sử dụng xe vận chuyển người bệnh phải đảm bảo trên xe có bình oxy, dụng cụ thở oxy, mask, cannula, máy đo chỉ số nồng độ oxy trong máu SpO2. Trong trường hợp xe đã được huy động cho trường hợp cấp cứu khác thì gọi 115 để được hỗ trợ. Các đơn vị phụ trách sẽ tiến hành đánh giá tình trạng bệnh nhân mắc COVID-19 thông qua chỉ số SpO2, chỉ số nồng độ oxy trong máu. Nếu người bệnh có SpO2 trên 97%, không có dấu hiệu bất thường, hướng dẫn người bệnh theo dõi sức khỏe tại nhà. Nếu người bệnh có SpO2 từ 95 đến 96%, kèm các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, đau ngực, thì cho người bệnh thở oxy qua mũi, vận chuyển người bệnh đến cơ sở cách ly tập trung F0 trên địa bàn để được theo dõi và điều trị. Nếu người bệnh có SpO2 dưới 94%, kèm các triệu chứng nặng như thở gắng sức, thì cho người bệnh thở oxy qua dụng cụ thở oxy, vận chuyển người bệnh đến khu vực cấp cứu của cơ sở cách ly tập trung F0 trên địa bàn hoặc Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 thành phố Thủ Đức và các quận huyện nếu có để được theo dõi và điều trị. Nếu người bệnh trong tình trạng nguy kịch, tím tái, hôn mê, ngừng thở, cho người bệnh thở oxy qua dụng cụ thở oxy hoặc hồi sinh tim phổi cơ bản và vận chuyển người bệnh đến bệnh viện gần nhất. Đồng thời, gọi tổ điều phối chuyển viện người bệnh COVID-19 nặng thuộc Sở Y tế để được hỗ trợ khẩn cấp qua đường dây nóng 0989 401 155 giúp chuyển người bệnh đến tầng điều trị phù hợp. Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo việc tiếp nhận cuộc gọi của tổng đài cấp cứu 115 không bị gián đoạn, nhanh chóng huy động phương tiện vận chuyển cấp cứu phù hợp, xe taxi cấp cứu, xe cứu thương để sẵn sàng hỗ trợ tổ phản ứng nhanh khi được yêu cầu và chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị phù hợp. Các cơ sở khám chữa bệnh khi phát hiện người nhiễm mới phải có trách nhiệm hướng dẫn người nhiễm tuân thủ các quy định khi cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện. Đồng thời, hướng dẫn người cách ly liên hệ với y tế địa phương khi xuất hiện các dấu hiệu và triệu chứng bất thường, nhập thông tin người nhiễm vào phần mềm hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh COVID-19. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.